Chị Nguyễn mến chào toàn thể quý anh chị mình đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Bình Chạch mới nhất chị Nguyễn. Hôm nay chị Nguyễn lại tiếp tục review một mẫu nhà phân khúc dưới 1 tỷ nha cô chú và anh chị. Và căn nhà của mình được nằm sát quốc lộ 50 luôn. Mình đứng ở trong căn nhà của mình có thể nhìn thấy ra hướng quốc lộ 50 nha quý anh chị. Từ vị trí đây thì mình đứng nhìn xa xa đó khoảng ra đó khoảng 50 mét là mình đã ra tới quốc lộ 50 rồi. Trục đường chính luôn nha quý anh chị. Trục đường chính quốc lộ 50 thì mình có thể đi về các quận huyện như quận 7, Nhà Bè, Bình Tân, quận 6 rồi đó. Thì mình đi đâu đó tầm khoảng 20 đến 25 phút thôi. Ở đây thì một cái căn nhà với một phân khúc giá rẻ, đường xá thì rộng rãi thông thoáng, dân cư thì ở đông đúc và tấp nập luôn nha quý anh chị. Với pháp lý nhà của mình là một nhà đồng sở hữu nha, với kết cấu là 2 lầu, nó có 4 phòng ngủ và 3 không gian nhà vệ sinh, điện nước thì cũng đã vào chính thức hết rồi. Ở đây thì cô chú về đây ở thì không sợ buồn nha. Đó. Và đây là cái hẻm vào nhà mình. Ở đây thì ở full bích hết rồi. Cái căn nhà này thì được bên chị chủ đang cần tiền nên vừa mới tăng trang lại, gửi lại bán với mức giá rất là mềm luôn nha cô chú và anh chị. Chưa tới 1 tỷ nữa mà được sở hữu cái mẫu nhà 2 lầu rồi. Đó, đây là cái mẫu nhà của mình. Được thiết kế là rất là, ở đây thì rất là đông vui luôn nha. Đó. Với diện tích nhà là ngang 3,5 m, chạy vô là 10 m, và được bán với mức giá chỉ có 880 triệu thôi nha cô chú và anh chị. Đúng 880 triệu là cô chú anh chị mình có thể sở hữu ngay một mẫu nhà rộng rãi và lên tới 2 lầu luôn nha. Thì như quý anh chị mình cũng đã biết, nhà dưới 1 tỷ thường là nồng pháp lý sẽ là đồng sở hữu hoặc là quy văn, nhưng mà căn này sẽ cho mình là pháp lý là đồng sở hữu nha. Mỗi người giữ một cuốn sổ riêng, mình có thể đi công chứng ủy quyền sang tên trong ngày luôn nha cô chú và anh chị. Đó, thì trước khi vào trong căn nhà thì bên đơn vị chủ nhà sẽ làm cho mình hai lớp cửa bảo vệ nha. Lớp cửa đầu tiên là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện rất là dày dặn và chắc chắn luôn, và mình tiến vào bên trong nữa sẽ cho mình lớp cửa thứ hai, đó là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện với kính là kính cường lực nha cô chú và anh chị. Căn nhà này chị Nguyễn thấy rất thích hợp với gia đình mình, có từ thành viên 4 đến 6 người mình ở, rất là hợp luôn nha quý anh chị, tại vì căn nhà mình có nặng tới 4 phòng luôn nha. Và đây sẽ là một cái không gian phòng khách vô cùng rộng rãi nè. Ở dưới thì lót gạch cho mình là đá bóng kính khổ 60 x 60, gạch thì ốp tường lên tận khoảng 1m4, ốp từ không gian phòng khách chạy dài xuống tới bếp luôn nha cô chú và anh chị. Trên sẽ trần thạch cao nguyên khói, có đèn lo đèn thứ hai thắp sáng hết căn nhà rồi. Căn nhà này thì bên chủ nhà đang kẹt tiền nên mới vừa tăng trang lại rỡ bán với mức giá khá là mềm nha cô chú và anh chị. Nếu mà cô chú anh chị mình thấy căn này hợp thì vừa túi tiền với mình, hợp hướng với mình, thì cô chú anh chị mình cứ liên hệ trực tiếp cho chị Nguyễn qua số điện thoại chị Nguyễn có để trên màn hình ha, hoặc là kết bạn Zalo để chị Nguyễn sẽ gửi thông tin chính xác cho cô chú anh chị mình tham khảo trước khi mình dự định xuống đây xem nhà nha. Và căn nhà của mình sẽ cho mình là một cái hướng tây nam, đó rất thích hợp với gia đình nào đang cần tìm nhà hướng tây nam nha cô chú và anh chị. Ở đây thì ở ngay trung tâm mà, dân cư ở rất là đông đúc luôn và sầm uất. Ở đây mình đi chợ nè, trường học cấp 1, 2, thế giới di động, điện máy xanh rồi đó, mình đi trong vòng bán kính khoảng 1 cây số là mình có thể bắt gặp đầy đủ hết luôn nha cô chú và anh chị. Và không gian nhà vệ sinh thì bên đơn vị chủ nhà người ta sẽ thiết kế ở dưới chân cầu thang cho tiện sinh hoạt và tiết kiệm không gian, coi căn nhà mình rất là nhiều. Và đây là không gian bếp nè cô chú anh chị, cũng khá là rộng rãi và thông thoáng nha. Có lắp đặt tủ bếp dưới và tủ bếp trên rồi, bầu inox 304 và mặt đá ba cương nha cô chú và anh chị. Thì xem đến đây cô chú anh chị mình cũng được quên bấm đăng ký kênh cho chị Nguyễn để chị Nguyễn có động lực ra những video nhà mới giá rẻ để phục vụ đến cô chú anh chị mình nha. Thì bên kênh Nhà Đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn Kim Trâm làm việc luôn luôn lúc nào cũng là đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí, nên cô chú anh chị mình cứ an tâm gọi trực tiếp cho chị Nguyễn nha. Và chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn lên trên nha. Và đây là tầng 1 của gia đình mình, thiết kế cho mình là 2 phòng và một cái không gian nhà vệ sinh nha cô chú và anh chị. Ở đây sẽ là một cái phòng đầu tiên vô cùng rộng rãi và thông thoáng luôn, có đèn ngủ thì thứ hai thắp sáng hết căn phòng của mình rồi đó. Nhà của mình được nằm ngay trung tâm nên đất của mình sẽ là đất ở tại đô thị, phun thổ cư 100% nha cô chú anh chị. Không gian nhà vệ sinh thì đặt giữa 2 phòng cho tiện mình sinh hoạt hàng ngày. Và mình tiến qua đây nữa sẽ cho mình là cái phòng thứ hai. Phòng thứ hai này sẽ cho mình là một cái ban công phía trước nhà nên lấy gió, mở cửa vào lấy gió từ ngoài rất là mát nha cô chú anh chị. Ra đây thì mình có thể nhìn thấy được toàn cảnh nè. Ở đây thì dân cư ở san sát nha, chẳng khác gì ở ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nha cô chú và anh chị. Rất là tuyệt vời. Một căn nhà bán với mức giá chỉ có 880 triệu thôi, mà mỗi người đã có sổ hồng cầm tay rồi, mỗi người giữ một cuốn sổ nên cũng về pháp lý thì cũng rất là minh bạch và rõ ràng nha cô chú và anh chị.
Đó. Giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn lên trên nha. Và đây là tầng thứ hai, tầng cao nhất của gia đình mình. Quản thiết kế y chang như cái phòng ở phía bên dưới nha cô chú và anh chị. À, nhưng mà đặc biệt cái phòng này sẽ cho mình một cái không gian cửa sổ nên rất là mát mẻ nha cô chú anh chị ơi. Tìm đâu ra nữa, một căn nhà ngang 3,5m, dài tận 10m, thiết kế là một trệt lên tận 2 lầu, 4 phòng ngủ và 3 không gian nhà vệ sinh. Và bán với mức giá chỉ có 880 triệu là với một mức giá này khá là rẻ luôn nè cô chú anh chị. Vẫn còn thương lượng trực tiếp mạnh mẽ chính chủ để gửi đến cho cô chú anh chị mình luôn. Khi mà cô chú anh chị mình xuống đây xem nhà, cảm thấy căn này hợp với mình, vừa mắt của mình, thì cô chú anh chị mình cứ Trời Nguyễn sẽ cho cô chú anh chị mình thương lượng trực tiếp chính chủ luôn nha. Thì cái căn này vẫn còn thương lượng nha cô chú và anh chị. Đó. Và đây là phòng thứ hai. Đó, phòng thứ hai thì cũng thiết kế che những cái tầng ở phía bên dưới cô chú và anh chị. Thì bên đây sẽ cho mình là một cái ban công phía bên đây. Ban công này thì cũng y chang như cái ban công phía dưới vậy đó cô chú và anh chị. Ra đây thì gió mát rất là mát mẻ nha. Nhà mình có một cái hướng tây nam nữa. Sáng thì mát, chiều thì nắng nhẹ tí nha. Đó, rất là tuyệt vời cô chú anh chị ơi. Tìm đâu ra một mẫu nhà 2 lầu, 4 phòng ngủ, 3 không gian nhà vệ sinh mà bán với giá 880 triệu là một cái căn nhà hiếm đặt luôn nha. Hãy nhanh tay gọi trực tiếp cho chị Nguyễn nha. Giờ chị Nguyễn mời quý chị mình tiến lại không gian. Nãy giờ quý anh chị mình cũng đã được bên đơn vị chị Nguyễn quay sơ cái đường đi vào nha. Và dân cư ở đây như thế nào rồi. Ở đây thì dân cư ở rất là đông đúc và sầm phức nha cô chú anh chị. Căn nhà của mình có một điểm đặc biệt nhất là nằm sát quốc lộ 50. Từ căn nhà của mình ra quốc lộ 50 đi đâu đó có vài chục mét thôi là tới ra quốc lộ 50 rồi. Và đặc biệt thứ hai nữa là nằm ngay trung tâm luôn. Đất ở tại đô thị full thổ cư 100%. Với diện tích nhà là ngang 3,5m, chạy dài vào là 10m. Thiết kế là một trệt 2 lầu, nó có 4 phòng ngủ và 3 không gian nhà vệ sinh. Với pháp lý là đồng sở hữu, mỗi người giữ một cuốn sổ riêng biệt nha cô chú và anh chị. Và mình có thể đi ra công chứng ủy quyền sang tên trong ngày luôn. Và được bán với mức giá chỉ đúng 880 triệu thôi. Vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ để phục vụ đến cô chú và anh chị mình. Thì xem đến đây cô chú anh chị mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cho chị Nguyễn. Để chị Nguyễn có động lực ra những video nhằm với giá rẻ để phục vụ đến cô chú anh chị mình. Và chị Nguyễn cũng xin kết thúc video tại đây.